Lần đầu gặp, cô gái đứng hình khi thấy chàng quân nhân dẫn theo vệ sĩ. Hoàng Yến hài hước chia sẻ ấn tượng lần đầu tiên gặp Thiên Long khiến phim trường cười ngã nghiêng. Tập 4 chương trình vợ chồng song phiên bản quân đội mang đến câu chuyện tình yêu, hôn nhân thú vị của vợ chồng đồng chí Trương Hoàng Thiên Long, 27 tuổi, công tác tại Lữ đoàn Công binh 550, Quân đoàn 4 và vợ Trịnh Hoàng Yến, 27 tuổi, nhân viên văn phòng. Thiên Long chia sẻ anh và vợ quen nhau qua mạng. Lần đó, anh nhìn thấy tài khoản Facebook của Hoàng Yến dưới phần bình luận nên tò mò vào xem thử. Thấy ảnh đại diện của Hoàng Yến khá ưa nhìn nên Thiên Long chủ động nhắn tin làm quen. Lúc đó em thấy Yến dễ thương, bắt mắt và có sở thích đi du lịch nên em thử làm quen. Bởi em nghĩ biết đâu quen cô gái này mình sẽ được đi đó đây để mở mang tầm nhìn, chàng bộ đội tiết lộ. Hoàng Yến cũng hài hước chia sẻ ấn tượng lần đầu tiên gặp Thiên Long khiến phim trường cười ngã nghiêng. Lần đầu gặp, anh Long xuất hiện với chiếc áo thun ôm sát body màu vàng phối với quần tây xanh và đôi giày tây đen khiến em được phen đứng hình. Lúc đó em nghĩ, trời ơi, thời buổi này vẫn còn người ăn mặc như vậy nữa. Sao anh ấy ăn mặc quê dữ? Hay là tại anh ấy ở trong doanh trại lâu quá, không ra ngoài nên ăn mặc vẫn cổ như vậy? Lúc đầu gặp nhau, em thấy anh Long rụt rè, ít nói, cứ ngồi khúng núm và có đem theo vệ sĩ nữa, Hoàng Yến chia sẻ thêm. Lúc đó em thấy Yến dễ thương, bắt mắt và có sở thích đi du lịch nên em thử làm quen. Bởi em nghĩ biết đâu quen cô gái này mình sẽ được đi đó đây để mở mang tầm nhìn, chàng bộ đội tiết lộ. Hoàng Yến cũng hài hước chia sẻ ấn tượng lần đầu tiên gặp Thiên Long khiến phim trường cười ngã nghiêng. Lần đầu gặp, anh Long xuất hiện với chiếc áo thun ôm sát body màu vàng phối với quần tây xanh và đôi giày tây đen khiến em được phen đứng hình. Lúc đó em nghĩ, trời ơi, thời buổi này vẫn còn người ăn mặc như vậy nữa. Sao anh ấy ăn mặc quê dữ? Hay là tại anh ấy ở trong doanh trại lâu quá, không ra ngoài nên ăn mặc vẫn cổ như vậy? Lúc đầu gặp nhau, em thấy anh Long rụt rè, ít nói, cứ ngồi khúng núm và có đem theo vệ sĩ nữa, Hoàng Yến chia sẻ thêm. Nhắc đến vệ sĩ, Thiên Long sốt sắng giải thích, thật ra, người này là anh của em ở xa về chơi. Em thấy bỏ anh ở nhà cũng buồn nên dẫn đi luôn, tiện xem cô gái này như thế nào. Lúc về, anh ấy nhận xét Yến được đấy và bảo em cứ tiến tới. Sau 2 tháng quen biết, Thiên Long ngỏ lời yêu và được bạn gái đồng ý. Màn tỏ tình đặc biệt của chàng quân nhân khiến hai MC bất ngờ. Nhân ngày Tết, trong đơn vị đang vui vẻ, Thiên Long mạnh dạn mượn rượu tỏ tình với bạn gái qua điện thoại. Lúc hai đứa trò chuyện, anh Long nói, Long ở trên đơn vị không ra ngoài được, nên thôi tiện đây cho Long tỏ tình. Yến làm người yêu Long nha, Hoàng Yến tiết lộ. Sau màn tỏ tình thành công, Thiên Long hào hứng chia sẻ cảm xúc hạnh phúc cùng MC Quốc Thuận và Vân Hugo, khi đó em thấy êm, ngon rồi nên vui lắm. Sau bao lâu không có người ngồi sau yên xe, này đã chính thức có nên cảm giác rất sung sướng. Trong khoảng thời gian yêu đương, những lần không phải vào đơn vị và được nghỉ qua đêm bên ngoài, Thiên Long quyết định đánh trực diện vào nhà bạn gái. Hoàng Yến kể lại khoảnh khắc bất đắc dĩ ra mắt người yêu với gia đình. Lúc đó bố mẹ em đi du lịch ngoài Bắc, chỉ có bà nội ở nhà. Em nói với nội là con tìm hiểu bạn này, nội cho Long ngủ lại nha nội. Rồi bà nội nói, từ kêu nó qua bên giường mày ngủ, còn mày qua ngủ với nội. Chỉ sau 5 tháng đánh nhanh rút gọn, Thiên Long thành công đưa nàng về dinh. Quá trình tiến tới hôn nhân của cặp đôi khá thuận lợi. Theo lời Hoàng Yến, chuyện tình của cặp đôi được gia đình cô ủng hộ hết mực. Nhắc đến cuộc sống hôn nhân, Hoàng Yến có chút chạnh lòng cho biết chồng thường xuyên xa nhà và không có quá nhiều thời gian dành cho gia đình nhỏ. Tuy vậy, cô vẫn thông cảm và sẵn sàng tâm lý vì hiểu được sứ mệnh của một người bộ đội. Sau những giây phút ngọt ngào chia sẻ về chuyện tình yêu, cặp đôi không ngần ngại bóc phốt nhau khiến cả trường quay nhiều fan cười ngất. Thiên Long thẳng thừng, tố vợ hay giận dỗi vô lý, nhiều lúc vợ gọi điện mà chồng chưa kịp nghe máy là đã hỏi tại sao. Những lúc như vậy em phải giải thích là do công việc nên không cầm điện thoại hoặc không tiện nghe điện thoại vợ mới thôi không giận nữa. Không chịu thua, Hoàng Yến cũng lên tiếng tố chồng mặt hay nhăn, lề mề và chậm chạp khiến cô chưa hài lòng. Nghe chia sẻ, MC Vân Hugo hài hước mách nước, chỉ cho em một bí kíp. Em cầm sẵn trên tay một cái gương nhỏ, mỗi lần chồng nhăn là em đưa lên, chiếu thẳng vào mặt để anh ấy nhìn rõ mặt mình lúc ấy.
Sau một vài lần chị đảm bảo chồng em sẽ tự khắc thay đổi. Tốt nhau là vậy, nhưng cả hai cũng thừa nhận tình cảm của mình dành cho đối phương và ghi nhận bạn đời của mình là người rất tốt. Cuối chương trình, cả hai cùng trao cho nhau cái ôm ấm áp yêu thương và dành lời cảm ơn đặc biệt cho nửa kia của mình khiến cả trường quay vỡ òa. Hai MC cũng gửi lời chúc phúc tới cặp đôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.